Bàng hoàng hai nghệ sĩ Việt ra đi cách nhau chỉ 2 ngày vì mắc cùng một căn bệnh nhiều người chủ quan. Hai nam diễn viên nổi tiếng của làng giải trí Việt Nam, Nguyễn Anh Vũ và Khánh Tùng, đã qua đời chỉ cách nhau 2 ngày, để lại nhiều khán giả đau buồn và ngỡ ngàng. Vào ngày 9 tháng 10, nghệ sĩ Nguyễn Anh Vũ đã từ trần vì căn bệnh viêm phổi. Tin tức này đã gây tiếc nuối cho không ít người hâm mộ, bởi anh đã chọn cách ra đi một cách nhẹ nhàng, thanh thản và thậm chí còn đăng dòng status Vũ chào mọi người nhé trên Facebook trước khi ra đi. Sự mất mát đột ngột của anh do căn bệnh viêm phổi đã để lại nhiều nỗi xót xa. Anh đã phát hiện mình mắc bệnh này khoảng 2 tháng trước, nhưng tình trạng của anh đã trở nặng và dù đã cố gắng điều trị tích cực trong bệnh viện, anh vẫn không thể qua khỏi. Trong những ngày cuối đời, anh đã phải sử dụng máy thở để giúp hô hấp. Nguyễn Anh Vũ đã giữ kín thông tin về căn bệnh của mình, chỉ tiết lộ cho gia đình, và do đó khi thông tin về sự ra đi của anh được công bố, nhiều người đã cảm thấy bất ngờ và sốc. Chưa đầy 2 ngày sau sự mất mát của Nguyễn Anh Vũ, làng giải trí Việt Nam lại đón nhận tin buồn khi nam diễn viên Khánh Tùng cũng qua đời vì cùng căn bệnh viêm phổi. Khánh Tùng đã phát hiện mình mắc bệnh này cách đây khoảng 2 tháng và đã được điều trị tích cực bởi các y bác sĩ. Tuy nhiên, tình trạng bệnh của anh biến chuyển quá nhanh và anh đã ra đi ở tuổi 30. Khánh Tùng là một nam diễn viên trẻ và nổi tiếng từng là nghệ sĩ múa. Anh từng đoạt 2 huy chương vàng tại Liên hoan ca múa nhạc toàn quốc. Sự ra đi của anh để lại nỗi mất mát lớn đối với những người ở lại. Sự mất mát của cả hai diễn viên trẻ này đã làm xao xuyến cộng đồng giải trí Việt Nam và gửi đi thông điệp về tình trạng sức khỏe và ý thức về sức kháng của mọi người trong cuộc sống.